vợ chửi con như này là không được rồi. Con Hà nhà mình nó mới có 15 tuổi, nó phải được học hành tử tế và để mở mang trí tuệ tài năng của nó chứ. Lý do gì con bắt nó đi nghỉ học để mà đi lấy chồng mà đi còn lấy đứa con nhà cô cả là em ruột của con nữa. Mẹ ơi, sao mà mẹ nạt thọ